cô dạy 22 năm trong nghề dạy học. Cô vừa học đông y và vừa dạy học vừa làm đông y. Xong là cô phải làm công ty may, bởi vì nhà cô có cái sản phẩm cặp phao cứu sinh. Bạn ấy mang đi thi bên Đài Loan được giải xuất sắc, nhiều đơn vị đặt hàng quá, thế là cô phải nghỉ dạy học, nghỉ làm thuốc để làm giám đốc doanh nghiệp. Làm giám đốc doanh nghiệp được bao nhiêu năm nhỉ, mười mấy năm. Trong mảnh đời như cuộc đua không ngừng, ít ai có thể điều hướng mọi góc cua một cách mượt mà và nhanh như cô Đinh Thị Song Nga, một nữ doanh nhân kiêm nhà giáo, lương y với một tâm hồn bỏ lại dấu ấn sâu sắc trên đỉnh núi khó khăn của thành công. Cô Nga vốn có niềm đam mê mãnh liệt với nghề đông y ngay từ thuở nhỏ, luôn ấp ủ khát khao được lan tỏa những giá trị của đông y đến mọi ngóc ngách của cuộc sống. Nhưng thời thế không phải lúc nào cũng đáp ứng mong muốn. Những năm đầu, áp lực cuộc sống dường như đè nặng lên đôi vai cô. Cô là người đảm đương mọi khía cạnh từ cơm, áo, gạo tiền cho tới gia đình. Sự cân bằng cuộc sống giữa đam mê và khó khăn hàng ngày không dễ dàng. Nhưng mỗi hành trình đều có sự chờ đợi và hy vọng. Năm 1998, khi cô Nga phải đối mặt với căn bệnh kỳ lạ đầy bí ẩn, không thuốc tây nào có thể giúp cô lấy lại sức khỏe. Có một trận ốm, thì cô ốm thì đi khám bệnh, thì nó không ra bệnh gì. Thế nhà cô thì lại có gần một ông bác sĩ, ông ấy làm ở viện lao. Thế là ông ấy sẵn cái thuốc mà người ta phát miễn phí cho bệnh nhân ấy. Thế là người ta cho mình uống để người ta bán, người ta lấy tiền. Sau đợt đấy thì cô càng uống cô càng suy nhược. Và về sau thì ngày đấy thì mình cũng kém hiểu biết. Thế cô đi khám thì mình có vi khuẩn lao đâu. Đó cũng là lúc cô bắt gặp một lương y tài ba, người đã làm thay đổi hoàn toàn con đường cô chọn. Thì cơ duyên cũng dẫn cô đến với ngành đông y. Đó là khi mà cô đi hỏi mua sách, tức là cô đi qua cái hội đông y thị xã Phủ Lý, thì cô hỏi người ta là có bán sách không, người ta bảo không bán, người ta bảo chúng tôi chỉ mở lớp mà dạy thôi. Thế là cô xin học, thì cô học 4 năm, 2 năm của tỉnh, 2 năm của trung ương, thì cô được cấp bằng lương y đa khoa. Bước chân vào thế giới đông y, cô Nga nung nấu đam mê và tri thức của mình, từng bước vượt qua mọi khó khăn để trở thành một lương y tài năng. Tuy nhiên, cô Nga không dừng lại ở đó. Cô nhận thấy rằng chất lượng dược liệu đông y vẫn còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được những kỳ vọng của cô. Và để thực hiện đam mê, cô đã quyết định đầu tư toàn bộ tài sản vào việc mua một mảnh đất rộng lớn ở Ba Vì, nơi cô tin rằng sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng những cây thuốc quý và chất lượng cao. 20 năm đã trôi qua, nhưng cô Nga không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Cô đã biến những khó khăn và thách thức thành bước đệm để bứt phá. Cuộc hành trình của cô không chỉ mang đến sự thành công trong nghề đông y, mà còn là một thông điệp về tinh thần không ngừng đam mê và kiên trì, kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Câu chuyện của cô Đinh Thị Song Nga là một hình mẫu sống động về sự khao khát, kiên nhẫn và quyết tâm. Đó là thông điệp đầy cảm hứng và sự kích thích cho những người đang bước trên con đường tìm kiếm đam mê của mình. Bằng tất cả tâm huyết và sự hy sinh, cô Nga đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể vượt qua mọi rào cản để theo đuổi ước mơ của mình.